Hello anh em, thì như anh em nói là xe này Minh Trưng ở đây và bây giờ anh Minh ơi quay gần ít đi, nhưng mà thiệt sự luôn mình không có thời gian, cho nên bữa nay á là chờ chủ xe lên mua xe rồi mình quay cho anh em xem luôn đó. Anh em coi ở đây là nguyên dàn xe luôn đó, thấy chưa, rất là nhiều. Mình phải dọn lại một góc sạch sẽ gọn gàng để quay cho anh em xem. Thì hôm nay là sẵn có chủ xe luôn, bây giờ anh em ngắm xe trước đi ha. Ngắm xe trước rồi chút nữa mình ngắm chủ xe. Ngắm xe. Chủ xe có gì đâu ngắm. Không, chủ xe không phải là nữ nha anh em, chủ xe là con trai. Rồi ok, anh em ngắm xe. Rồi bây giờ quay. Rồi thì bây giờ anh em ngắm xe ha, thì đây là một cái con Suzuki GX 2020, bản này là bản ABS nha anh em đó. Và khi á chủ cũ của nó lên đồ chơi á, mua xe về á là đã lên đồ chơi luôn, là mua về là lên đồ chơi liền luôn á, là chất chơi người dơi luôn. Nhưng mà chưa rô đai xong thì đã bán, tại vì người ta có việc anh em, người ta có việc gia đình á, nên người ta bán, với lại nhà không có chỗ để đó, thì xe này chưa rô đai luôn. Đây đồng hồ odo nè, đúng 829 cây thì chủ mới nó sẽ lên chạy tầm 200 cây nữa là rô đai. Thì chủ mới có thể giao lưu được không, hay là đứng sau? Không giao lưu được hả? Thì mình đứng phía sau đi, đứng phía sau này mình nói nè. Không, đứng phía sau máy quay á, mình nói phát biểu vài câu thôi đó. Rồi thì bây giờ mọi người nè, mọi người sẽ thấy Minh, thấy Minh nhưng mà tiếng nói của lòng tiếng của chủ mới xe. Thì nhận xét về chiếc xe này ha, thì em khi mà chủ nhận xét á, em quay chiếc xe cho anh em đồ coi nha. Đó, chủ nói tới đâu là em quay tới đó, ok chưa cameraman? Rồi anh cầm tay nói nè anh. Rồi thì đây anh có nhận xét gì về con xe này đó? Nói chung là lần đầu thấy là đã ưng luôn rồi. Vì nó đẹp, với máy móc của Suzuki thì nó mạnh rồi, thì thích nhất ở con xe này là máy móc nó rất mạnh. Quan trọng là hai anh em mình cọc con xe này và tìm con xe này rất là lâu, đúng không? Đúng rồi. Kể cho anh em nghe, chủ xe á cứ suốt ngày á nhắn tin mình hoài, má nhắn hoài luôn, kiểu anh Minh ơi có xe chưa, sao xe lâu vậy? Thì từ từ, xe đẹp là từ từ mới có, chứ không phải là muốn là có liền. Quá trình bao nhiêu lâu ta? 2 tháng chưa? Dạ khoảng 1 tháng. Tháng đúng không? Dạ, tháng đúng không? Tìm ba con này. 18 tháng 10. Thì con này là đồ chơi nhiều. Dạ. Đồ chơi cái yên là theo ý em thích đúng không? Dạ, đúng em rồi. Quay cái yên solo à. Đó. Để mic cao lên. Đó, để mic cao đó. Em quay cái yên solo thấy là cái yên là đúng chất là em thích đúng không? Dạ đúng rồi. Là em về định lên vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái yên này anh nghĩ là tầm bao nhiêu tiền ta? Anh chưa định giá được tại vì anh không rành dòng này, chắc tầm 2-3 triệu á. Dạ, nếu như tính yên solo. Thì xe này nó có lên đầu ốp đầu chắn gió. Dạ. Đồ zin còn nha, chút vừa đưa đồ zin đem về. Dạ. Ok chưa? Thì con xe này chưa chạy rô đai. Nói chung đang chạy rô đai. Dạ. Thì em chạy 200 cây đủ 1.000 thôi. Tùy có người thích 1.000 cây rô đai, thích người thích rô đai 1.500, tùy. Nó thì xe y như hãng dắt ra. Dạ. Không có khác gì đúng không? Dạ. Xác nhận đúng không? Dạ. Đó, quay cho anh em xem. Thì anh chỉ mở mắt cây. Dạ. Biết không? Chỉ quay ở dưới thôi, chủ xe ngại nha anh em. Đây thì đây là cái smart key của con xe GX này, thấy không anh em, thấy lên được carbon, ốp carbon rồi đầy đủ không, đâu thiếu gì đâu, đúng không? Thì đây khi mà em mở cái này lên, bây giờ mình tắt nè, bấm nhẹ là tắt nè, đó là tắt rồi nè, là hết cử động được nè. Thì em muốn mở em nhấn rồi nhấn giữ đúng không? Nhấn chớp đèn đỏ lên.
Rồi em nhấn vô đây một cái, chuyển đèn xanh, em bật qua là nổ máy chạy. Ok, dễ mà đúng không? Còn ví dụ em muốn, ví dụ em không có chìa khóa này mở bình xăng đi, ở đây là có. Còn ví dụ không có nè, mất cái này đây, mất cái này nè anh em nè, mất cái này, không có cái chìa khóa phụ. Thì mình gật qua cái chỗ cái chấm này nè, cái chấm trắng này. Rồi. Mình nhấn hai cái, 1, 2, rồi mình đút ra. Ok, ok không? Rồi mình đắn lại. Mình nhấn vô để mình mở bình xăng nè. Đó, thao tác đầy đủ cho anh em, đó, mở bình xăng. Thấy chưa? Ok. Rồi, thao tác đầy đủ rồi đó. Rồi bây giờ mình sao? Mình tắt. Tắt thì bấm này là cái đèn sẽ tắt nè. Đó, bấm nè. Không? Đơn giản. Ok chưa? Thuộc lòng chưa? Rồi, ngày bữa không hỏi nha. Dạ. Chỉ hướng dẫn tận tình đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ sao ta? Mở xe lên đi. Mình đề máy nhẹ. Đó, để chìa khóa đây. Mình đề máy nhẹ. Đó. Rồi mình thử xi nhan. Đó, xi nhan mũi tên rồi lên hẳn đẹp đẽ rồi đúng không? Rồi, quá đẹp. Xi nhan phải, ok hết mọi thứ. Rồi. Ok đúng không? Bây giờ thì mình sẽ bên xe xuống ra phía trước quay cho nó sáng cho anh em cái nữa rồi mình giao xe cho chủ xe, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ ra sáng mình quay một vòng chiếc xe cho anh em xem nó đẹp cỡ nào. Đó. Thì bây giờ có ai chiều cao 1m6 không? Toàn cao nhiêu? Vậy ấy ra cầm máy e cho anh Thủy vô. Nó ngồi lên xe cho anh em ngắm thử. Hiểu không? Đó, cầm máy đi. Thi vô nè. À, mình sẽ coi chiều cao anh em chạy xu nó có đẹp không nha. Mét mấy? À, em 1m59. 1m59 nè. Rồi ok, bên xe xuống. Bên xe xuống. Rồi, ngồi thử cho anh em coi coi. Đó, 1m59 ngồi su gệt ít nó sẽ dày. Đó, quay gần vô cho anh em coi. Đó, sẵn bây giờ mình giao xe luôn. Đẹp không, đẹp không? Ra test vòng ấy rồi lấy xe về. Hả? Không biết chạy. Lại một người không biết chạy xe nữa. Giờ sao ta? Bây giờ anh giao nhiệm vụ cho em đi. Dắt ảnh xe ra công viên tập. Ok. Thôi đâu được, chút em nữa em đi mà. Chút nữa em đi. À, Tom, tập xe cho ảnh đi. Rồi thì bây giờ chưa biết chạy đó anh em, giờ biết làm gì đó. Ở đây là mấy anh em qua chơi mua xe cũ mình nè, nhớ không? CBR 150 nè, xe cũ qua chơi á. Thì bây giờ anh sẽ giao sự đẹp đẽ của con xe này cho em, hướng dẫn ảnh ra công viên hai anh em tập chạy. Ok chưa? Biết chạy con tay chưa? Chưa. Giờ sao ta? Giờ lấy xe này đi. Lỡ rồi đi xe này luôn đi. Chứ giờ dắt xe thi xuống nữa. Đi luôn đi, tập hai anh em ra công viên tập đi. Rồi vậy đi ha. Ra công viên tập. Rồi vậy nha. Anh em đã làm cho mình hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đó thì thôi bây giờ. Đó coi xe anh em nè, ốc titan rồi xe nè, thấy không anh em? Mình á, bán xe á là đồ chơi sao là để lại cho anh em vậy hết. Không hề tháo ra hay là gì hết. Đó cho nên mấy anh em coi TikTok á, hay coi TikTok mình hay vô khị mình nói là Minh là bán xe tháo đồ chơi, không có. Tại vì mình không có rảnh để kiếm tiền từ cái những cái nhỏ nhặt này thiệt luôn. Mấy cái nhỏ nhặt nó không đáng bao nhiêu đó, mấy trăm mấy triệu. Đây thấy không, từng con ốc mình vẫn để cho anh em. Từng con ốc nhỏ đó, từng miếng carbon là xe Minh mua sao là khi giao cho anh em nó sẽ là như vậy. Ví dụ đây đồ zin Minh vẫn giao lại hết cho anh em.
đó, đồ zin là mình đóng hộp nè, rất là kỹ luôn. Cho anh em xem từng cái xi nhan nè. Vì á, đây là những chiếc xe của anh em, nhưng mà khi mình mua về thì nó vẫn là chiếc xe của mình. Mình là người chơi xe, mình biết làm thế nào để cho con xe của mình nó đẹp, nó cẩn thận, hiểu không? Từng cái xi nhan, từng cái bát biển số, cái yên, kính chắn gió đều giữ kỹ á anh em. Nói chung đồ của anh em và cũng là đồ của mình nha. Đó, yên. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ Minh trong thời gian qua. Đó, thì Minh cũng ráng hết nhiệt tình hết nhất có thể với anh em thôi. Đó, còn nhiều anh em á, có nhiều anh em mua quán cũng kỳ lắm. Hay khị. Kiểu như là những anh em hay vô mấy những cái group á, hỏi là gì? Mua xe của anh Minh Maker được không? Thì người mua á, người ta rất là dễ thương. Người ta lúc nào cũng kêu qua mua anh Minh Maker đây, nhưng mà xe á rất là hiếm, tại vì anh Minh tìm xe rất là đẹp. Nhiều người mua người ta nói vậy. Nhưng mà những anh mà bán xe á, nhất là Minh nhớ luôn có một cái kênh gọi là kênh mô tô giá rẻ. Vô khệ nói là xe bạn này thì mình không biết làm sao, nhưng mà bạn này lùm xùm đủ thứ. Thấy không? Anh em thấy không? Những cái chỗ bán xe nó rất là khệ mình. Cho nên anh em á là người tiêu dùng thì hãy lựa chọn sáng suốt. Đó, mình không có khuyên là anh em phải mua anh Minh hay mua anh ai hết, nhưng mà phải lựa chọn sáng suốt. Đó, còn cái bạn khị mình đã coi rồi, thì bạn nó bán xe phượng hoàng lửa, vừa đi vừa sửa. Anh em thấy chưa, mấy anh em bên mình là đang chỉ sợ nguy hiểm cái chủ xe, trời ơi không biết chạy luôn á. Chỉ tận ly tận tí tận tình nè, đó thấy chưa, đó 4-5 người xúm chỉ một người. vui. Đó, anh em thấy chưa, đó, dàn xe mấy anh em mua rồi, mấy anh em quay lại ớt. Em quay chiếc xe đó thấy không, xe đỏ nữa nè. Ủa em có chạy xe đỏ không? Dạ. Em có chạy thử không? Ở tí nữa chạy, nắng quá. Nắng quá à? Gì, dắt qua kia hả? Dắt qua kia đó, ghệ tích về nè. Đồ chạy được rồi đó, đồ ghê. Bốc đầu. Anh em thấy tập xe nè, quay lén tập xe nè. Tập xe là phải có chiếc winner nữa, tập xong mới lên chiếc đó anh em. Anh em, tôi chịu anh em quá, anh em hư đúng không? Anh em bữa sau là đề nghị anh em tập xe trước khi mua xe nha, chứ vậy là tôi cực quá mà. Đó, đề nghị là phải tập trước khi đi mua xe nha.